Rồi, 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 ra viện rồi, trời ơi, sao, sao, rồi ra viện rồi, thấy sức khỏe như thế nào? Rồi. Đó hả? Khoan đã, khoan đã. Để được rồi, sao sáng cầm này thôi hả? Người ta cho nhiêu vậy hả? Đi vô trong vậy. Rồi, thôi, lên xe trước đi, lên xe trước đi. Ủa, mở xe, mở xe. Rồi, lên xe trước đi. Rồi, thì sáng nay á, là Hằng, sáng nay Hằng lên bệnh viện nè, đón anh Bình. Sáng Hằng, anh Bình mới điện cho Hằng. À, nói Hằng ơi chạy lên bệnh viện đón anh Bình. Thì ra là ổng đã ra ngoài cửa, ổng ngồi ổng chờ Hằng rồi. Bây giờ Hằng chạy tới lên thì đón ổng về. Rồi sao rồi sáng sao thấy sao? Bác sĩ cho chị về hả? À. Cho về sáng mấy giờ? Sao vậy? Sao chạy ra đây ngồi? Ừ. Rồi bây giờ, ô trời ơi, thấy chưa kịp thời, thấy chưa anh Bình? Kịp thời thấy chưa anh Bình? Chân xẹp hết chân hả? Chân bên kia làm sao? Chẹp giống nhau. Ê trời ơi, hai chân trời ơi, mừng quá. Anh chia sẻ cho bà con cô bác xem, tại vì bữa đó thì có chia sẻ thì ai cũng quan tâm là nói là mong muốn biết cái sức khỏe của anh Bình á như thế nào. Thì sáng nay khoảng 8 giờ anh Bình gọi điện thoại cho Hằng là đi xuống đón anh Bình về. Bác sĩ cho xuất viện rồi. Thì Hằng chạy xuống thì anh Bình đã ngồi ngoài cửa sẵn chờ rồi nè. Mà cái chân thì xẹp hết, anh Bình giơ hai chân lên cho mọi người xem luôn đi anh Bình. Ai cũng quan tâm cái sức khỏe anh Bình. Trời ơi, mừng quá, thấy chưa? Anh Bình ơi, cái số mình còn kịp thời vô bệnh viện, anh Bình thấy không? Nếu mà hên ha, bữa đó mà mình không đi vô kịp thời, không biết làm sao thiệt anh Bình? Chết rồi, thiệt luôn ha, hên, mừng quá đi rồi. Bây giờ nè, ăn quýt không? Ăn quýt vô cho nó đói bụng hả? Đói bụng, giờ trên xe, để lấy bánh, để làm sao lấy bánh ha. Nha, làm sao xe lấy bánh đi, ok, bật xe. Kia cũng gần. Đó. Thì ra xe đói bụng quá rồi lấy bánh ăn nè. Khoan để Hằng có cái tiền mà cán giỏ mà có cô này, cái chị này cho anh Bình 50 nè, để Hằng coi cái tên gì đó. Chị Hà ở Oklahoma. Đây thì có chị Hà ở Oklahoma đó, gửi cho anh Bình 50. Cảm ơn chị Hà. Anh Bình gửi lời cảm ơn chị Hà. Cảm ơn chị Hà rất là nhiều. Anh Bình mới ra xuất viện, ra sức khỏe thì cũng còn còn yếu một chút thôi, chứ không có yếu như hôm bữa trước. Chân thì đã hết sưng hết rồi. Cũng cảm ơn chị Hà rất là nhiều. Rồi bây giờ đi ra rồi thì vài bữa nhớ phải quay lại chỗ văn phòng kia khám lại ha. Để thử máu rồi lại, chứ không phải mình ra vậy là nó hết luôn đâu nghe Bình. Cái tiểu đường nó không có hết luôn. Mình phải uống thuốc. Lấy mấy ống máu luôn. Mình phải uống thuốc mỗi ngày kia đồ này kia rồi ăn uống phải cử kiêng nữa. Đúng rồi. Ăn cơm ít thôi. Cái cơm cũng đường lắm, với lại đặc biệt đừng có uống nước ngọt nữa. Không uống ngọt đâu. Đó. Rồi cái nó quá xá đi, nó sưng bây giờ vô nó xẹp lép hết trơn cái chân rồi, khỏe rồi. Mà đi khám là chút đi tiểu, đúng không? Mà tiểu nhiều hết. Tiểu nhiều, bây giờ tiểu nhiều thì nó làm cho mình ốm lắm á. Nên đó xoài ốm, nhưng mà ổng đi tiểu nhiều mà cái chân lại sưng. Còn bây giờ đi tiểu bình thường lại. Mà cái chân thì xẹp hết. Tại vô người ta chích cái thuốc á. Nó hạ đường nhanh lắm rồi nó sẽ sợp hết cái chân. Làm chích thuốc rồi vẫn còn chữa luôn. Mà bây giờ đói quá rồi lên xe rồi lấy bánh ăn nè. Đói quá thật ra mình nằm bệnh mà chữa bệnh mà đói quá cũng đâu phải là cách chữa bệnh đâu chứ. Không, với lại không phải nó cho ăn, đôi khi nó cũng cho ăn đúng cái đồ của anh hay gì đó. Cho ăn đúng đồ chứ. Đúng đồ chứ không phải là nó mình muốn đòi ăn gì nó cho tại cái bệnh của mình. Không, đâu dám đòi hỏi đâu. Anh với lại anh đói bụng anh có thể xin mấy cái snack, mấy cái bánh đồ này nó cũng cho hết trơn á. Cho mấy cái mấy hàng, cho mấy cái lóc cờ hay. Đó khoác cờ đó, đúng rồi. Mình nói mình đói bụng thì nó cho mấy cái khoác cờ vậy đó ăn. Cho hai lóc cờ này, hai lóc cờ mà nghĩ bỏ mình đói lâu quá mà. Ăn cầu 20 cái cũng chưa no. Thì nói cho thêm, nói more please. I'm very hungry. Yeah. Phải nói là đói bụng lắm, phải cho thêm nhiều chút. Cho ít quá, ta không có đủ no. Ăn bánh rồi uống nước vô anh Bình. Nó khô can nước.
Về nhà đừng có uống nước ngọt đâu nhiều nha. Không, nước lạnh nè. Đừng có uống khúc đâu nhiều, uống nước lạnh thôi. Nhưng mà không không phải là anh tiểu đường thì anh nhịn ngọt, không phải nha anh Bình. Giống như thỉnh thoảng mà anh thấy nó chóng mặt hay gì là tối tăm mặt mày xúc mồ hôi là mình tuột đường nha. Thì anh phải ngậm cục kẹo vô hoặc anh uống một chút xíu nước ngọt vô. Nó cũng mình tiểu đường mình vẫn tuột đường chứ không phải là tiểu đường là đường cao là cử đặc biệt, không phải. Bữa nay em thấy tinh thần nó đỡ hơn lúc trước nhiều. Hả? Thấy tinh thần đỡ hơn hả? Đỡ hơn lúc trước nhiều. Trời ơi, vô bệnh viện có thuốc rồi. Cho nên mấy bữa trước mà hồi khi cái giò anh sưng là thấy anh tinh thần cũng giống có. Như mệt. Không có hả? Mệt mỏi, không có muốn nói chuyện, rồi con mắt thì đờ đẫn ra. Nhưng mà bây giờ thì sảng khoái hơn, tại vì thuốc vô cái cơ thể mình nó khỏe rồi. Này phải lâu lâu đi một tuần sau gì đi, phải đi xuống cái chỗ 19 đó ha, chỗ đó có chiếc xe của bệnh viện đó thì lại đó anh vô đó anh khám nữa. Hai bữa hình như anh đi vô bữa thứ sáu. Đi vô bữa chiều thứ sáu. Lúc bữa mà vô là nó cho anh có giường nằm liền đúng không? Yeah, tại vì cái đó là bác sĩ gọi vô mà. Đưa thẳng vô cửa cấp cứu thì vô là có giường liền chứ đâu có cho nằm. Đông lắm mới không có giường thôi mà, nhưng mà lúc này vô không có đông hả? Đó muộn quá, ăn muốn hết cây bánh này hả? Chưa bao giờ ăn gì. Về cử mấy cái giống như cái ăn gì mà có chất muối mặn rồi nhiều quá đừng ăn em Bình. Với nước ngọt đừng uống nhiều. Mà nếu mình ăn rau được nhiều á tốt lắm. Có mua rau rồi. Mấy bắp cải rồi đó. Hả? Mua trà hú hoa uống cho anh Bình. Trà hú hoa trong chợ cũng có. Bây giờ mua trà hú hoa tại vì ở gần đó đó. Gần chỗ thi nào ở đó thì anh đi qua bên chỗ bà xã anh ở đó, qua bên chợ center ha, mình nhớ nó cũng có bán trà hôm qua không ta, để về hàng coi cho hàng, có đi chợ coi chợ nào có bán thì hàng mua đi, hàng mua hàng đưa cho anh mình uống, bỏ vô ly á, bỏ vô ly nước nóng vậy rồi giống như mình uống trà thôi, tại nó trong túi lọc á.
thêm mấy thuốc nam á thì nó cũng hay lắm. Nhưng mà mình uống thì uống ví dụ cái gì nó cũng ít thôi, sợ khi mà mình uống quá thì cái đường huyết nó hạ quá mình cũng xỉu. Đói quá ăn gì vô cũng ngon phải không? Bánh ngon quá. Nhưng mà khi thèm á, cái gì mà món ngọt á thì anh Bình cũng ăn một miếng thôi ha, cái mình được chứ đừng có mà giống như cái gì ngon ngọt quá mà mình ăn cái ngọt nhiều quá vô cũng thôi. Cũng được. Cái đường ăn uống nó rất là mệt lắm, nếu mà mình phải kỹ vụ ăn uống á. Về cái tắm rửa cái cho khỏe ha. Mà tính đi phát đồ cho người ta. Không, bữa nay không có đi phát, bữa nay hằng đi công việc khác. Bữa khác. Sáng anh Bình điện thì hằng chạy lên xe thôi chứ. Bữa nay đi việc khác. Bỏ cái quần cái áo vô xe luôn đi. Vì cái chân xẹp xuống rồi phải không? Ừ, xẹp hết rồi. Mang giày được phải không? Giày mang xe máy vậy? Xe 8. Ồ, xe 8, đây có 1 đôi xe 8 luôn nè. Mở lên nè, mở ra lấy đâu màu trắng thì 8 phải không, còn đâu màu đen không biết tay mấy rõm luôn thì 8 luôn hả. Muốn lấy tay đôi nào, đôi trắng hay đôi đen? Đôi trắng mang nó bụi hơn. Đôi đen đẹp hơn không? Đôi đen nhẹ hơn không? Đôi trắng thì đẹp hơn ha. Đẹp, đôi đen là kỳ. Tôi đang thì tôi đang bình thường, tôi trắng đẹp hơn. Rồi, xuống đây là để cho đằng sau xe lấy thêm chút bánh nữa không? Có bánh nữa.
nó thêm chút bánh nữa đi rồi. Em dễ đó, bụng ăn nhưng mà cái gì ngọt đừng ăn nhiều quá nha. Gắn còn cho cái ngọt á. Rồi thôi về gắn giữ gìn sức khỏe nha. Đừng cẩn thận, rồi 2-3 bữa nữa mà nếu có, như có đi khám rồi có gì gọi em rồi em chở cho đi. Ha. Ok rồi, bye bye, về đi. Về chỗ bảo phải không? Ok bye. Sao giờ đi vô đây? Ủa đi đi đường này hả? Dùng gác. Đốt lửa cho ấm hả? Thằng cầm cầm đi, thằng lấy cho. Bánh bao này, bánh bao với lót gửi lên. Chia cho mấy anh em, mấy chị em người mấy cái ăn. Nè chị Thủy mở cái bọc ra. Mở cái giếp lóc ra thằng bỏ vô. Nóng hổi thằng hâm rồi ăn liền nha. Bánh bao này ngon lắm á. Đây gửi lên không có nhiều nên ra chia được cho chị mấy người mấy cái ăn ngon lắm, ăn thử đi. Bánh bao này ở dưới lót nha. Được làm hả? Của tiệm ta ngon lắm. Cái này của em cái em Cường đó ở dưới lót gửi lên cho hàng được 10 hộp. Bỏ đi chị Thủy, đừng chạy. No. Giờ bỏ đi chị Thủy, chị Thủy. Bước lên lấy khác đi em cho. Trời tội nghiệp quá. Bỏ cái đó đi. Bỏ cái đó đi. Thôi bước lên đứng đàng hoàng đi rồi mình cầm cái đem ăn nè. Hả? Gớt dưới đất giờ bỏ đi đừng lượm lại nha. Nè. Lấy thêm cái khác đi. Đưa giúp lót bỏ ra. Thôi đẩy lên đi, mình bỏ vô đó một chút ăn. Bữa nay có tiền xài không? Không có phải không? Không có phải không? Nè cho chút xíu nè. Cho 20 nè. Wow. Đang không có tiền phải không? Cứu đói phải không? Để dành mua đồ ăn nha. Không có thầy gì tầm 7 nha. Ừ, rồi sao không có thay đồ, lúc nãy có thay đồ giặt sao thấy dơ dữ vậy? Hả? Bây giờ bữa nào mặc đồ sạch vô rồi em dẫn chị Thủy đi làm cái ID nè. Ok, bây giờ bữa nào phải hẹn trước. Rồi chị Thủy phải thay bộ đồ sạch sẽ. Để coi hẹn chưa. Bây giờ em dẫn chị là đi thôi nhưng mà hôm nay thì không được rồi. Thứ hai hoặc thứ ba gì đó. Ha thì em vô đây á là em dẫn chị đi là phải thay đồ sạch sẽ nha. Ok. Phải làm được cái ID rằng mới lấy được mấy cái tiền mình xin được mấy cái tiền kia. Ha. Yeah. Ừ. Ok rồi thôi em đi á. Okay. Rồi ăn bánh bao đi, đừng có để cho nó gớt lăn tròn tròn nó uổng á ha. Rồi bye bye chị. Phúc ơi. Trời ơi, đồ ăn đảo đầy luôn, cái cuộn nó lôi ra. Phúc à. Ở nhà hả? Biết ai không? Biết ai không? Đang làm gì đó, dạch màn được không? Dạch đi hả? Dạch đi là... Ủa sao ở nhà mà đậy kín mít vậy? Hả? Ở nhà sao đậy kín mít vậy? Đang làm gì chẳng vậy? Đang nằm vậy. Đang nằm vậy, bữa nay không có đi đâu hả? Hả? Bữa nay không có đi đâu hả? Đi ra đây coi. Hả? Quy nào? Con quy nào nữa? Quy nào nữa? Kiếm anh Phúc hả? Quy hả? Vi hả? Vi xuống kiếm anh Phúc nữ hả? Ở nam mà tên Vi hả? Ai vậy? Ai vậy? Không biết. Nói nghe hả? Sao lâu kia vậy không cạo trơn hả? Anh nào lấy bánh bao. Món bánh bao gì? Bánh bao này hả? Đồ. Rồi sao đồ ăn mà đổ giữa trời vậy đây? Giận quá đổ vậy đó. No, giận quá đổ mà lấy gì ăn? Bánh bao này dưới lót kìa. Người ta gửi lên rồi thằng máy sách thì chia cho mấy anh em mà bánh bao này ngon lắm. Chia cho người vài cái ăn lấy thảo. Sao anh phải không? Cái có một cái khán giả đó. Có gửi tiền lì xì cho anh Phúc. Ôi, cái lì xì đã vậy thì giờ sao lâu ghi em lum nè, sao cạo đâu? Hả? Có đồ cạo đâu không? Cạo đâu chứ mấy cái tì quá. Cạo đâu đâu có tì đâu. Rồi đi theo thằng đi ra ngoài lấy đồ cạo đâu đâu. Nè bánh bao nè, ăn liền đi nóng hổi. Trời, ông đứng tuốt trên dốc, tôi đứng dưới chiền dốc. Ông đứng trên dốc, tôi đứng dưới chiền dốc. Dưới chiền dốc. Rồi, đây là cái bao lì xì này 50 đồng của chị Quân á, gửi cho anh Phúc á. Rồi. Cảm ơn chị Quân. Thôi cho gửi lời thăm, là cũng nói lời cảm ơn.
tất cả giống như chị Bương nhìn đó. Thật ra thì không biết nói gì nhiều hơn. Không biết nói gì nhiều hả? Rồi bữa nay ở nhà hả? Không có đi ra ngoài hả? Rồi không ít có đi. Trời ơi, đi ra ngoài ngồi hoài. Đừng có đi ra ngoài ngồi nữa. Rồi nãy ăn Quy với là có người nữa mới cho cái... Tên Quy hả? Học cơm gì mà... Đi xuống đây tìm Phúc hả? Để. Đó, bữa nào mà ai xuống đây tìm được Phúc là hên lắm. Nhưng bữa... Nhưng bữa đi đâu biết đường đâu kiếm. Bởi gì? Đó, có gặp được đâu. Phải không? Người còn quần áo gì bẩn không ạ? À, còn. Còn hả? Người có hồi đi ra lấy đồ ăn, lấy cái gì, cạo râu, cạo riết gì không? Râu ghê quá à, trời. Đi lấy đồ cạo râu ha. Đi dù đi rồi ấy luôn đi. Hả? Đi giờ hả? Không, Hằng còn đi đằng kia ăn cái đi rồi Hằng quay okay, lại. Rồi. Vô nhà chờ Hằng. Ok. Nha. Vô nhà chờ chút Hằng quay lại. Okay. Đúng rồi, Phong. Ê, Phong ơi. Trời ơi là trời. Rồi sao nằm giữa đường vậy? Kéo quần kéo áo lên. Trời ơi, kéo áo xuống. Rồi sao nằm giữa đường nằm đây hồi nào vậy? Hôm tối. Hồi tối giờ nằm gì đây hả? Rồi không lạnh hả? Thấy chứ. Trời ơi là trời. Ngủ không hề biết cái gì trời chăng mây nước luôn hả? Trời ơi, quỷ thần ơi, cơ kìa, rồi một đồng một cái gì bỏ đó. Trời ơi, thôi gom lại đi, rồi đi ra xe lấy đồ thay đi. Dạ. Trời ơi, ông Phong ơi. Oh my god. Rồi cái quần ở ngoài đó lột dục đi. Hả, bởi người kỳ vậy. Thôi đi ra xe đi, lấy đồ thay. Trời ơi. Chết rồi, tiền kìa, lượm tiền gói lại đàng hoàng. Rồi bên kia nữa kìa. Trời ơi, vậy mà kêu cái Phong ơi còn nghe hả? Còn nghe. Chết rồi. Giờ đói bụng không? Đói bụng lấy bánh bao ăn liền đi. Ăn đi rồi đi ra xe lấy đồ. Đi ra xe lấy đồ thay quá trời quá đất rồi. Sao vậy? Trời ơi. Thiệt á. Chết rồi. Nha. Ăn liền đi. Mày nằm đó vậy thôi hả? Trời. Kêu cái là nghe liền. Chết rồi ông Phong ơi, sao vậy? Hả? Đừng có ấy nhiều quá nữa. Biết không? Biết Hằng nói cái gì vậy đó? Biết Hằng nói không? Nghe hiểu không? Hằng nói là những cái thứ mà mình không có cần, mình không có nên chơi nhiều quá thì mình đừng có chơi nhiều để mình phải như vậy. Hiểu không anh Phong? Chết rồi, kiểu này Hằng không biết cứu làm sao á. Thấy mấy anh thì thiệt tình là thấy xót xa luôn mà không biết cứu làm sao á. Trời ơi, nằm giữa ngoài đường rồi tóc bụng lên rồi lạnh. Hôm nằm gì luôn, hôm giờ hả? Hôm qua giờ hả? Trời ơi. Chết rồi. Ăn đi ra xe lấy nước. Cái này ai cho gì vậy? Hả? Nằm từ đêm hôm giờ mà sao không kéo cái mền đắp lại mà kéo cái áo dở cái bụng ra vậy rồi. Trời ban đêm lạnh tới cỡ nào trời rồi có cái miếng mền vậy thôi. Rồi sao không đi vô cái dưới gầm cầu đó nó còn đỡ một chút. Hả? Sao vậy? Sợ tối lắm. Sợ tối thì nằm ngoài sáng vậy luôn hả? Mà nằm lạnh vậy luôn rồi có lấy cái mền phủ lên không? Cái mền này sao phủ? Trời ơi là trời. Không đi tắm đi rửa gì luôn hả anh Phong? Thiệt luôn vậy hả? Thôi ăn đi, ăn lẹ đi rồi đi theo Hằng đi ra xe thay đồ đi. Xe ở ngoài này nè. Để thay mình thay bộ đồ khác rồi quần áo rồi bận đàng hoàng lại coi. Trời. Cái đó ăn hồi nào vậy? Dục đi, đâu ăn được nữa. Cái gì vậy? Dơ gì vậy sao ăn? Hôm qua dơ rồi vậy, còn trái ớt gì lấy ăn nữa. Ai cho vậy? Hả? Cái đó ai cho vậy? Mua hả? Hộp vậy là nhiêu tiền? Cánh gà thì 4 đồng, 5 đồng vậy. Cánh gà với lại khoai tây chiên. Thôi đừng ăn nữa anh Phong à. Ăn bánh bao chưa đủ no thì lấy thêm bánh bao. Thêm bánh bao không?
Trời ơi, vô như vậy kéo lại lấy trái ớt cắn ăn. Coi như là thích ăn ớt lắm phải không? Chết rồi. Thôi ăn xong đi rồi thằng dẫn đi ra ngoài thay quần áo, lấy nước uống. Ăn thêm nữa không? Lấy thêm nữa hả? Chưa no lấy thêm hả? Hả? Đủ rồi hả? Ok, đủ rồi, đi ra xe lấy nước uống rồi lấy đồ ăn, lấy mền gì đi. Chứ tối ngủ gì đây, sao không ngủ? Ờ, anh có chịu cầm cái liều chỗ nào anh ở không? Sao anh cứ đi lông bông vậy? Không thích ở cái liều hả? Hả? Trời nhỏ hả? Liều nhỏ hả? Liều nhỏ trên xe còn không ta? Liều nhỏ rồi cầm chỗ nào ở? Cầm đỡ? Ừ? Cầm đỡ ở đâu ở đây? Ở hướng bên kia. Hướng bên kia, giờ anh sắp đi, tôi thấy anh đi đầu này đầu nọ, anh ở ngoài chợ, ngoài đường không à? Ừ. Ừ. Tối đây lạnh như sợ. Đó thì lạnh bởi vậy. Phải có quần áo mặc rồi có áo mền đồ chùm chứ vậy sao được. Là anh dễ sợ mà nằm vậy luôn mà sao ngủ được hay vậy? Hả? Mệt quá. Mệt quá hả? Trời ơi là trời. Mang vô đi rồi cột, cột lại. Cột dây lại. Cái đó cánh vịt hả? Mua ở tiệm nào vậy? Tiệm Việt Nam hả? À, rẻ nhất. Cánh vịt là rẻ nhất hả? Rồi khoai tây chiên thì mua ở đâu? À, mặt đá nâu. Ờ, rồi trộn vô lại ăn vậy thôi. Ớt thì ở đâu? Mua, phải ăn chợ. Rồi thôi cạp lẹ đi, cột cái giày lại đi. Cột giày lại đi rồi đang đi. Này chị tối qua nói trời ơi giờ phải gặp mấy người ha, khi sáng hay gặp liền ha. Vậy đó, coi như là tối hôm qua là đuối lắm rồi đó, trong chờ có ai hép nữa đúng không? Cái là giống như điều ước vậy, sáng nay cái gặp liền đúng không? Trời ơi, sống kiểu này sao sống trời. Đây nè, đằng kia có cái liều. Cái liều không của anh Cường đằng xích đằng đó. Đi vô thay quần áo rồi đi vô đó nằm đi, ở đó đi, không sao đâu. Ô, cái liều mà của anh Cường ở hả? Nguyên cái trại đằng đó thấy không? Bên phải phải không? Bên tay phải từ đây đẳng gặp liền. Có một cái đầu tiên, cứ chung vô đó ở không có sao, thằng cho ở đó. Ha, tại vì anh Cường lên bờ rồi. Anh Cường có phòng ở rồi ha. Anh ơi, anh ở đầu chọc phải không? Ừ. Nha, nhớ ha. Bây giờ đi ra xe, lấy quần, lấy áo thay, lấy mền. Rồi tối đi vô cái liều bên tay phải đó là cái liều đó của anh Cường. Nguyên một cái tấm bạc che cái liều đó là của anh Cường, chung vô đó ở không sao. Anh Cường về, anh Cường nói Hằng. Hằng kêu tôi vô đó ở. Ha. Chứ không có nằm ngoài đường, ngoài xá, đầu này đầu kia ngủ như vậy nữa, nhớ chưa? Nếu anh Cường có về đó, anh Cường gặp anh Phong. Anh Cường hỏi tại sao mày ở đây của tao thì nói là Hằng kêu tôi ở, muốn gì anh gọi cho Hằng đi là được rồi ha. Rồi để tôi nói với anh Cường là để đó là anh đi về đó anh ở, chứ không có nằm đầu đường xó chợ như vậy được nữa. Chết rồi, thôi rồi đi, đứng dậy đi đi. Hả? Đi ra xe lấy đồ. Ừ, chết rồi, cũng nằm vậy giống như là ông mà nằm giữa đường nửa đêm vậy, nó lạnh quá chết queo. Ừ, lạnh quá đó, giống như ông nãy tôi không kêu là xong rồi đó. Ông nói tối hôm qua đó ông lạnh quá mà ông đang ướt gì, có người tới giúp ông, sáng mở mắt ra ông thấy có thằng tới liền kìa. Thấy không, cái đó là nằm lạnh quá chết không ai hay nữa. Bây giờ hồi nãy ông nằm tóc bụng cỡ đó mà lạnh là ông chết sao hay, ai hay.
Đó, ông Phong kia chết rồi, ghê vậy. Nếu mà biết ghê vậy thì phải sợ. Ừ đó, chết rồi. Rồi đi lẹ đi. Ông nhìn lại thằng ông kìa, coi quần áo ở đâu nó tan nát tươi bời tươi tả. Dân bà ơi, xin kẻ nói đi đi đi. Từ một mùa thu vào trong giấc mơ buồn bờ. Sao mấy tôi phút hát? Rồi một chiều nào đó bạn dừng chẳng nơi quán rã. Xin ngài dành lại phút giây hoài niệm ca thương. Thương gì? Hát lớn lên. Người vì tôi người. Với bà không còn thầy non hẹn biển thì giấc mơ đầu chớ hứa làm chi. Đường tôi đi là đi vào biển ly, tưởng chừng bệnh lâu ai ngờ đâu đoạn cuối là dễ thương thêm à. Các ai riêng phần chị Thủy ơi, rồi đi xuống đi theo hàng ra xe lấy đồ, đi theo hàng ra xe lấy đồ, rồi anh Phong đi lẹ lên. Ở đây mấy tôi phút hát giống bài nãy như hay á. Cô xóa xin như vậy rõ ràng là cô bậy. Tôi đây đâu phải ở dở rau hàng hoài giữa chợ. Biết liệu đó không? Biết. Tôi chờ là chờ chiến nợ. Mấy tôi phút đang chờ chiến nợ. Vì tâm lòng của cô, lòng tụi như vậy. Mơ dưới mộng, lai động ân tình nhấp nhô. Đời anh mà có em, có gì cái mà phải lo. À. Đời anh mà có em sao thì nữa? Có gì đâu mà phải bận tâm. Trời hay quá. Không đi lẹ à. Lên giấy dục rồi. Ờ, con giấy nó mới tin Phúc hồi lấy về sàn Phúc. Con giấy nó trong bọc mà, chưa ai gỡ mà. Chắc rớt á. Trời ơi, kia không đi mà không đi đằng sau. Lưng túm kia không đi lượm đồ à. Đậu đâu vậy? Kìa đây nè. Bài gì tiếp tục nữa. Phúc có cái giọng hát rất là truyền cảm đó nha. Đi lên dốc mà hát thôi bộ mệt. Lên dốc mà không có hơi hát đâu. Thấy không? Tình yêu ơi, đến nữa làm chi. Tình yêu anh đã gửi đem cho đời. Tôi sợ một ngày, một ngày nào đó tình chúng mình bãi xa dần nhớ hoài. Trời ơi, phát rụng tim. Nhiều năm qua tôi giật giơ thiệt là. Phúc hát rụng tim Phúc. Hả? Ông hát rụng tim á. Bởi vậy. Bởi. Đừng rụng. Rụng tim luôn á. Rụng sao rớt luôn hả không? Rớt thì chụp á. Rớt chụp á. Chứ sao? Đâu để rớt là Phúc không chụp đó đâu để tim nó rụng. Rớt thì bị được. Đúng rồi hay. Hai anh Phúc nè. Ờ, kêu kìa. Kêu ha. Ok anh. Ờ, đi đâu? Không, không. Ờ, vậy hả? Thằng có hay đi thằng chó? Không. Có. Ồ. Ok. Đâu rồi, ông Phong rồi. Nè, khoan xe. Bữa thằng ghé vô cái lều thằng Thủy Nguyên bọc đồ về gặp không? Có dầu ăn, có đồ tùm lum. Đừng nói là mất á. Đang như có, đang như có. Có phải không? À, nhà bên dầu đó còn dầu không? Thì Nguyên đưa Nguyên một bình dầu ăn bự rồi. Rồi còn đồ ăn nữa. Tròn này nè. Ừ, có phải không? Đó. Ờ, có rồi, được rồi. Thằng tưởng thôi là không thấy. Rồi đi, đó. Đi qua. Nè, bọc đồ này là của chị khán giả cho anh Phúc á. Rồi, thank you. Thank you với khán giả. Hàng cho anh cái đèn pin anh khỏi đem xuống. Cho ổng mấy cái đèn pin mất hết á. Thì đó, bây giờ cho anh nhiêu cũng mất là sao? Bây giờ hồi cho anh cái xuống. Phúc mua biết bao nhiêu nữa. Thiệt mà. Mấy cái sola đó cho nhiều lắm cũng mất hết á. Rồi cái bọc này khán giả cho. Kìa cho anh Phong và cơm kìa. Cơm gà. Đó nãy giờ thức dậy mới cho ăn bánh bao cứu đói xong rồi á, cái bịch cái hộp đồ ăn của ổng hôm qua ghê lắm, ổng giục lăn lóc sáng lượm cũng ăn lại. Mới là ổng. Đồ quần áo thì... mới bát thạc với lại. Ờ vậy hả? Cái đồ hai kinh mấy cái đồ mà bỏ nhà nhiều lắm rồi, nhưng mà vậy hả? Có con mớ dài nhỏ đó. Ờ, dài nhưng hàng hàng tuần dài nhỏ. Dài đó. Dài được rồi, bắt hạt cũng được. Đi hàng mớ bắt hạt thì. Dạ đúng rồi, bắt hạt người cần hết. Xe này tuần nào cũng đi đầy đồ đó. Vậy hả? Có mấy trăm phần, thật ra là một trăm mấy chục phần, nhưng mà đi cái mé bên đường 13, con nửa đi bên đó, nửa đi bên đi đủ thứ đó. Dạ. Nhưng mà chủ yếu là cho người Mỹ mễ nhiều, tại thấy Việt Nam á, mấy người cho nhiều quá. Nhiều quá. Việt Nam được cho nhiều quá. Thì trước mắt thì cái hàng dị dụ anh Phong á, thì quen với Phong.
anh chết rồi hả? Chết rồi. Đấy kìa, mới nói với ông Phong nè, Phong kia chết rồi á, ông nghe này nói sợ quá. Trong đó có dao, có nĩa, đồ riêng cái bát phạt đặc biệt là mấy bát phạt kia Puma. Để thằng lấy quần áo cho thay quần áo nha. Puma thay quần áo nó dục hết. Mấy cái này già số 7, số 8. Ôi trời ơi, em cảm ơn nhiều lắm. Đó, nó cũng đang tại vì hàng đi cái đó nhiều nè. Tại mình đi cũng cần. Dạ, để em bưng qua trước kìa. Phúc sinh cái phải không? Phúc sinh cái nhưng mà hồi Phúc phải bỏ đồ cho Phúc quải cho thằng thấy nha. Nó dài. Dài. Mấy cái phở còn nhiều quá. Ờ vậy hả? Ok lấy. Với lại kem đánh răng gì đó con. Dạ có là đưa em phát hết chưa? Kem đánh răng. Từng nào người ta cũng cho nhiều. Ờ vậy hả? Cho nhiều. Trời ơi. Ví dụ như thứ bảy nào mà hẳn có đi thì hẳn cứ việc thách trước đi rồi mình muốn mấy chục phần cơm gà ở đâu thì mình đem tới mình thảy cho hàng chưa? Tại vì tới 100 phần là chứ đâu phải là đem hết thùng đi lấy cái bát bạc này, cái bát bạc đặc biệt vậy đây nè. Đặc biệt này có để chai nước được trong đây á, trong đây tại vì nó có mấy cái này, tại vì nó có cái ly uống nước rồi. Có ly, có đồ cái này kia luôn. Bên Mr. Phúc xin cái nè, để hồi bắt ông này quải cái luôn để ông bỏ quần áo ông vô. Vậy đó hả? Ông à, ông Phúc đúng rồi, đúng rồi. Bao nhiêu đàn pin em đưa cũng mất. Hỏi ông cái phone đâu ông cũng... Cái phone đâu cũng mất. Không phải là không có đưa đủ hết rồi, mà các anh này là vậy đó. Khoan cái thằng lấy đồ cho thay rồi thằng chọn quần áo cho các anh. Ha. Cho cái bát phạt bỏ đồ vô để quải luôn, đi tới đâu phải có cái gì. Anh Phúc cái luôn không? Ngày nào cũng coi cái clip của hàng mấy cái áo thun mỏng mỏng nè, hôm qua dạ. Mấy người xin đó. Dạ. Dạ, áo thun rồi thì em cũng có nhiều. Còn một thun dạ. Nữa kệ đi, có gì lấy nấy mình đi giao hết. Rồi. Hai anh là ngày từng nào cũng đi hả? Trời ơi, tốt quá trời luôn. Ồ, cái này luôn hả? Cái này luôn để em để. Xôi mấy người mới nấu xôi cho hàng. Ok, thank you anh, chúc em đói em ăn liền. Chứ cái này để đây, hồi em Vinh em bỏ lên. Dạ. Rồi, cảm ơn hai anh nhiều lắm. Dạ. Anh nhóm thì đi ở bên đường 13, đường 13 ngay chỗ. Tại vì cho ăn City Team cả mười mấy năm nay rồi. Ồ vậy hả? Đây. Dạ. Tại cái mùa dịch mới đi đây thôi chứ không thôi là có chỗ cố định. Có chỗ cố định. Đây hai anh đi giao xong rồi về gặp thằng còn nhiêu giao đưa cho anh hết. Đi xuống dưới đi vòng vòng đây hết rồi mấy người đây là biết mặt hết. Dạ. Thì nãy em xuống em thấy thằng Mễ kế bên cái liều anh Cường cũng ăn cơm giống vậy nè. Ăn cơm này là mấy của cô anh. Nấu ở nhà. Ờ mấy cô nấu ở nhà phải không? Dạ. Dạ. Ok anh. Rồi. Mỗi tuần có thể món khác nhau nhưng mà đại thay đổi mỗi món khác nhau. Ăn Mỹ có hết. Dạ. Ăn Mỹ cho hết rồi. Cái này ăn từng lần hả? Dạ. Ăn đi. Để hồi gùi nó đậu tùm lum. Story này đi về cái hướng xuống cũ đó. Dạ. Rồi bây giờ ta ở với tại vì. Ờ dưới đó cũng đầy hết. Dạ. Với lại cái khu văn hóa vườn. Dạ. Dạ. Dưới thu liền. Cái khu lì nhiều khi nó ngồi đánh bài rồi cả đống cái này khu lì mấy cái đường nó vô hết rồi vô thì lâu rồi. Yeah. Bây giờ chị Huyền chị ở đâu? Tại vì bữa nay nó chị Huyền chị biết anh Phong nó muốn hỏi chuyện chị một chút. Ờ vậy hả? Ba hồi thì chị ở cái liều ở trên đường này, ba hồi thì chị ở thuốc ở dưới phía này. Dưới á, chị nói là cái chị Huyền mới ngồi với chị. Ở dưới thứ này hả? Dạ, ở dưới đó. Vậy hả? Dưới có cái cầu đi xuống. Em điện cái điện thoại rồi, ấy ra rồi. Thì em tính cũng bữa nay đi vô chỉ mà điện cái điện thoại không cho ăn rồi. Dạ. Dạ. Hồi nãy có đi xuống gặp cái chị Lai, chị dạ. Nói hồi nãy chị Huyền ngồi đây, chị Huyền dạ. Đi rồi. Muốn gặp ai anh? À, phải thằng Cali không? À dạ đúng okay. Rồi. Dạ. Ủa lòng nhiều. Ủa, anh gửi? Gửi cho chị, có gì cho anh em luôn. Ồ, dạ, dạ rồi, tên gì nói đi. Còn cái tên. Thôi tên. Đây một anh khán giả ghé gửi cho thằng chút tiền là để... bỏ vô quỹ ủng hộ cho các anh vô gia cư. Cảm ơn anh nhiều. Mà không chịu lên hình. Ok rồi, anh cảm okay, ơn hai cảm anh. Cảm ơn chị. Dạ, dạ cảm ơn hai anh nhiều. Dạ. Rồi bye bye anh, thank you anh. Dạ đi cho anh chạy xe. Dạ ghế bố này chưa? Ghế bố gì? Ai? À, Phúc hả? Ghế bố cửa đó. Ừ, chơi ghế bố gì kìa, gỡ ra chưa? Ông nói là mặc áo trắng tay cục không? Thấy mặc áo tay dài. Mua này. Mặc ngắn cũng được. Tay ngắn. Nè, cái tay ngắn, cái tay dài hả? Ồ, tay ngắn không? Tay dài, cái này dày nè, mặc không Phúc? Mặc đồ dày không? Có chồng ở ngoài. Dày quá hả? Để thằng coi cái tay dài. Tại vì nè, tay dài. Nhiều khi
mấy cái giờ áo đó đó tốt nhưng mà mặt không thấy phải mặt bùng nằm cài á lông nó sừ ra cái nhìn kỳ lắm thấy chứ cũng như mấy áo này nè áo hàng mặt cái gì á dạ đúng rồi mấy cái nó mấy cái gì nè phun mà áo chút kìa thêm chiều mấy áo mà mặt mượn sừ cái là thấy không về không thấy chưa rồi anh Phúc lấy giày xe máy anh Phúc 8:30 nè cái này hàng nhỉ được rồi nè cái này vừa không lấy giày mà lấy vớ mang vô luôn đi cần lấy bọc đựng đồ nè cái này lấy bọc để xỏ sơn cái nữa. Không phải chén. Ừ, thử sơ cho được không? Nếu mà hàng nghĩ là được. Anh Phong lại lấy giấy, lấy giấy mặc cho. Hàng nghĩ được, anh Phúc sợ thử đi Phúc. Giấy nữa nè. Lấy bọc bỏ vô. Nếu không vừa hàng lửa ra bự hơn. Đưa quần áo đây. Vô cái chân gần vô thay quần áo khác đi nha còn cái nào mà nếu mấy quần còn tốt này nè anh Phúc giặt anh Phúc quần Phúc Phúc cũng giặt cái chứ nè ủa sao không mặc cái áo mà thun xác lá ở trong không rồi cái áo trong vô quá sơn không giục áo đỏ đó mặc trong vô gì? Anh sợ lạnh hả nếu vậy anh mặc áo này nè cái này ấm lắm để lấy cho một cái bát phạt mà hồi đựng vô vừa anh Phúc vừa chật thì lấy cái khác vừa anh không có mang vớ hả có mang vớ chứ mang vớ này vừa phải không vừa ok vừa vừa ok cái này nó mềm dễ mang nữa dòng mang đi ngon lành đó nha cái bát thật này ngon lành cành đào nha thêm chiều nhiều vừa hả vừa anh Phong ơi thay cái thùng rác đâu cái đồ đó để dục nha anh Phong đồ dơ quá đó đồ dơ quá anh lấy gom lại mình đem vô thùng rác dục chứ mình đừng dục vậy một hồi nó bắt mình đó anh gom lại anh đóng đi hồi hàng chỉ anh cầm đi dục rồi cái này bát phạt nè rồi anh Phong bây giờ hằng lấy cái đồ á thằng bỏ vô bát phạt cho anh nhưng mà không có được đi, mất nha anh phải đeo lên vai nghe chưa trời ơi rồi thay đôi giày đôi vớ khác không thay đôi giày khác không thì phải có mất thì mới có cái mới mất ở đâu có mới bây giờ bát phạt mới đưa cho anh mất là mất là ai mà cho mình hoài mình xài mình phải biết giữ nè nói thì nghe lời giùm á nè thay ra đây rồi thay vớ khác rồi thay giày mang số mấy ăn số 10 cái này chắc đây số 10 quá cho bá lửa nè nè cái này cho bá lửa chắc số 10 rồi đó mang đôi vớ lột vớ nó dục đi dục một đống đây hồi nào đó mình gom đi dục chứ không phải dục tùm lum đây rồi anh Phúc thì anh Phúc cái đó rồi được phải không được. Anh Phúc bỏ mấy cái gì vô vớ ở đây nữa mình bỏ vô anh Phúc nè anh Phúc vớ này ha rồi quần áo nè nặng lắm anh bỏ vô đây đi nè hả đồ ăn nó bỏ vô đây nè anh bỏ bát phạt đứt dây á bể á đứt không đứt á quần áo bỏ vô bát phạt mở bát phạt ra bỏ quần áo vô còn anh Phong hằng bỏ vô đồ vô trong bát phạt cho anh đó nha để anh quẩy ha nè có thêm áo này dày ấm nha anh Phong để hồi lấy mền nữa nhưng mà hồi thằng dẫn anh vô cái lều anh Cường ở thằng nói với cái thằng mẹ kế bên ông Cường có về nói gì là nói thằng được rồi chứ anh không có đi lông bông ở đâu tối về chỗ đó ngủ thì ok chứ mà anh nằm hồi nãy anh thấy ngoài cỏ mà anh nói ngủ nửa đêm vậy đó là anh trúng gió lạnh chết nữa ông Phong kia chết cũng gì lạnh đó
thiệt đó. Mà nói không nghe, nãy con ổng nói chết lạnh sợ quá vậy đó, sợ quá mà nằm phè vậy lật cái bụng lên sáng. Trời ơi. Nè thằng lấy vớ thằng bỏ vô thêm cho bác phạt nó nghe không? Nghe chết thấy ghê. Ủa tại sao không mặc dày vô thử vừa không? Chết là hết chứ gì đâu mà yếu. Giờ phút xong phải không? Xong rồi. Cái bọc đồ nữa. Đây đây cầm đâu. Chết là và khỏe đó. Cầm chết, gì được không vậy? Chết là bước vào con đường để mà học hỏi tiếp nữa. Bây giờ cái đôi dép dơ đó thì sao? Đem về. Thì sao quần áo kia kêu bỏ vô đây để quải thì không quải. Được rồi. Vậy hả? Cái này mới đừng nói mơ bốt hàng vô hẳn thấy bác phạt này nữa rồi cái. Ừ quá vậy đi. Thank you. Thì ai mua 50 đồng bán. No. Biết cái bác okay, phạt này cũng mà. Thank you anh nha. 50 đồng cũng bán rồi tôi đập ông tôi không đưa gánh chịu đó. Cái bác phạt mới nha, mà nói 50 đồng cũng bán rồi khỏi cần xài đi, xách cái bọc ni lông đi. Ha. Ok, muốn xách bọc ni lông hay là xách bác phạt nói một tiếng. Ok, xách bác phạt phải không? Ủa cái vỏ đâu rồi? Mấy cái đồ nghe này bỏ ra đây. Nếu khách bắt phạt á, thì nãy giờ giống như nói là ai mua cũng bán thì sao? Nó chơi mà. Đó là nó chơi đúng không? Nếu mà cái bắt phạt mới này mà ai anh mà nói ai mua 50 đồng cũng bán thì thằng không có đưa. Thằng cho anh cầm cái bọc. Chứ đưa anh giờ cái bắt phạt gì anh nghĩ đi. Mấy chục đồng á. Thì mấy chục đồng bạc nè, mới tin nó hiểu phu mà chứ đồ phải là đồ dởm đâu. Hả? Mà đưa mấy anh xong á giờ 5 đồng anh cũng bán, 10 đồng anh cũng bán rồi, vậy mai mốt ai giúp mình nữa. Các anh phải gán cho dù cái gì đi, mình không có tiền thì mình đi xin người ta, chứ không thể cái đồ mình để mình xài trên người để mình sống mà mình cũng cầm mình đi đổi mình bán hết là không có được ha. Nha. Cho nên thằng nói ở ông đây em nhiều khi nằm ngủ vậy đó, nằm như vậy có chết nữa đó, ông kia chết đó, ông kia không chết là lạnh quá đó, ông tin thông nữa đó. Bữa hổm tôi nghe tên Phong chết tôi tưởng ông. Vậy? Bữa hổm tại vì hai tên Phong ai biết Phong nào, tới rốt cuộc mấy người kia nói ông Phong ở Capitol, tôi mới khẳng định là ông Phong ở Capitol. Chứ không thôi tôi tưởng là ông, tại thấy ông đi ngoài đường, ông cũng nằm ngoài đường ngủ không mấy lần rồi. Phải không? Ghê vậy. Rồi ơi cậu Gâu. Lấy đồ cho cậu Gâu. À, cái này nè, cái này nè, cái này đau. Cái này không có đau. Đau đúng không? Đồ tay yên của chị hả? Ừ, ngắm miệng lại. Rồi. Cạo cái đầu luôn ha. Cạo cái đầu luôn ha. Cái hộp cơm đậy lại đi. Nhà nào mà dở quá. Nấu dở hả? Chết rồi. Có ăn cũng chưa dở nữa chết rồi. Để no rồi, nãy giờ mấy cái bánh bao vô miệng rồi còn ở đâu nữa mà đói bụng. Chứ tới hồi đói á hả, cái gì cũng ngon, phải không? Tại nãy giờ là no rồi. Mấy cái bánh bao vô bụng rồi. Trời ơi nó gích. Gích Phong ơi. Nó gích tới cắt không vô á, tôi phải lấy cái đồ thưa hơn chút. Hay là phải cắt cho nó đồ thưa trước. Nó gích quá kéo không vô. Giờ cắt tóc cũng là thấy đau luôn phải không? Tại cái đầu nó dơ quá, nó gích bao nhiêu ngày rồi không có gọi. Bao nhiêu ngày rồi đầu này chưa gọi.
Chào chào con đi. Giờ cứ đi lông bông hoài, có nhà cửa gì ở đây không Phong? Bạn, gia đình đâu? Ừ? Sao mà không có? Có mà. Sao không đi về nhà nè? Anh hỏi nè. Có gia đình ở đây mà sao không đi về nhà? Có gia đình ở đây đúng không? Hả? Lần trước thằng hỏi nó có mà. Rồi sao không đi về nhà? Rồi đi về đây gia đình có kiếm không? Hả? Chắc có chứ. Có chứ, rồi sao giờ mà anh đi vậy rồi ở vòng vòng sao thôi đây không ai kiếm gặp anh sao đi. Anh đi về nhà ở đi chứ anh đi anh ngủ ngoài đường anh nằm kiểu đó là chết ngắt nữa hay mới lạ đó. Ngủ trời lạnh vậy mà hồi lật cái áo qua lên. Mệt quá ngủ chẳng hay biết. Nằm phơi ngoài đường luôn vậy. Mình chờ chị Hằng đi cùng luôn. Cái này giới thiệu nha, Hằng Kali. Ở trên mạng Kali là Hằng Kali là chị này. Đó. Bây giờ hai bé này theo em trải nghiệm ngày này ngày đầu tiên. Hai bé theo trải nghiệm. Dạ rồi hôm nay okay. Hôm nay là tụi em phát bún miếng đồ chay. Vậy với khẩu trang với nước. Vậy hả? Nhưng mà từ sáng giờ tụi em phát ở bên tu lì á. Phát bên tu lì rồi. Dạ yeah, thì bây giờ để Hằng xong cái anh này đi. Đó, rồi. Ông xã. Vậy hả? Hello anh. Rồi xong rồi có gì đi theo Hằng. Dạ hả? Ok, có gì đi theo anh chị luôn. Đi dạ. Theo Hằng. Ok. Bún miếng đồ chai. Bún miếng đồ chai về cho ổng miếng đi. Dạ ok, chúc mừng em anh bé cho trời ơi, cái ngon thì ăn hết trơn nè ha. Cơm không ăn đúng không? Không ăn cơm đúng không? Cái xào ăn hết trơn, còn cái cơm chê không ăn nè. Cái cơm ngon mà, đừng có bỏ tối lấy gì ăn. Tối đó bụng không có đồ ăn, hiểu không? Nè, còn cái này là không có bán, ok? Nếu bán. Ừ, đó cái này Hằng nói rồi anh Phong á ha. Hằng tức thì Hằng la vậy chứ mà hả? Cái gì mình có thì mình để xài chứ mình bán thì. Cấp thì thôi giờ không cầm liều nữa mà vô liều anh Cường ngủ đi ha. Cái liều anh Cường vô đó ngủ rồi nè, bỏ vô bọc rồi anh lấy quần áo anh bỏ vô luôn. Nữa cái hộp cơm nữa mình không phải mình dục chị. Ừ mình gom vô mình dục rồi cái ba lô thì quải lên ha. Trước tiên được cái này nè. Hả? Ừ, đó kìa. Có áo lạnh chắc kịp chị không? Áo lạnh hả? Ok. Ở trong đó thằng có một cái áo len dày lắm trong bác Phạt ha. Thì đó lấy áo len đó rồi xong thằng lấy thêm áo lạnh cho. Nè. Đem dục cái đó trước đi. Cái áo này dày lắm luôn á. Ủa cũng đi chơi đồ mấy anh em anh mấy. Đi chung với chị đó hả? Đó là cũng riêng một nhóm hả? Vậy hả? Đây cũng giống nhóm từ thiện không nè mấy chị này. Chồng em nói sao không gọi cho chị Hằng? Để đi phát vậy đâu có biết chỗ nào đâu phát. Thì cứ mình đi vòng vòng mấy cái suối thôi. Giờ có duyên gặp đi. Không, bây giờ Hằng đi mấy cái chỗ khác tùm lum chứ không phải Hằng đi phát đồ. Hằng có hẹn giống như Hằng đi làm việc với cái người nào đó hôm nay á. Rồi cái ngày Hằng đi phát đồ là khác. Cho nên mấy anh em mình cứ đi phát đồ thì mình cứ đi. Mình đi. Rồi bỏ vô bọc nước ra đây. Thì đi đâu phải đem theo cái phê cái rác nè. Có nhiều là 2-3 ngày không có mòn đất hết trời.
rồi quả lên rồi chai nước nha. Không có bán nghe chưa, có cái bát phạt để mình đựng đồ thôi mà cũng bán nữa là hết hết đường nói luôn này. Biết không, bỏ túi đây nè, bỏ bên hông đây nè, rồi rồi còn bọc kia nữa. Bây giờ đi đâu vậy? Đi vô liều ông Cường đó ở chẳng đi. Ở để đồ giặt với ông đi đi, vòng. Đi xin tiền. Đi xin tiền vòng vòng hả? Trời ơi đây nè tôi cho nè. Chứ anh đừng có bán đồ nghe chưa? Không có tiền cần xài thì mình xin người ta. Ờ mình xin cái liều. Bây giờ đó anh David nói nãy giờ là thằng thất vọng là cái vụ anh David đã gáp liều cho anh xong rồi gỡ mất liều nữa thì làm sao người ta cho mình hoài được, ok? Cái đó là hàng nói rồi đó, thiệt đó. Không có thể nào mà người ta giúp mình mà mình đem mình ấy hết thì không có ai giúp mình hoài được cái đó hết đó. Nè. À hả? Nó. Anh David đã giúp thấy không? Chứ là bà không có, thằng mới nói chuyện với anh David xong. Bánh, cà phê gói có hết. Ừ. Nó hạt nếp đó. Mấy nó nho đồ này kia đó. Bữa nào ngon hỏi tiếp. Giờ muốn kiếm cái ngon để ăn đúng không? Vậy chứ hả, đòi đòi thứ ngon mới ăn không hà, chứ không phải là nói là cái gì cũng cũng lấy đâu nha. Đi tụi mẹ nhớ mẹ nói làm gì làm. Ăn thì phải ăn cho ngon. Ờ thấy không? Hộp cơm hồi nãy thấy cơm hộp kia không ngon là không ăn. Rồi có cái miếng xào của chị kia là ngon là ăn hết trơn. Thì ba dạy là một miếng khi đói mặn tối khi no. Đúng rồi. Khi đói cái gì cũng phải ăn chứ không phải là kén rồi ngon mới ăn, nó đâu có à ăn. Mà tối mà khuya đó mình đói quá đó. Cái gì cũng ăn. Ăn này mà thấy nó ngon nó khác từ cái lúc mà mình đang no. Đang no có đồ ăn nhiều là không ngon thôi. Đó hồi nãy quất mấy cái bánh bao rồi cơm tới thì sao mà ngon. Cái này hạt nết ăn không? Ăn thì lấy không ăn cho người khác. Ngon, con nghĩ cái này ngon này chứ. Ừ. Cái này giờ dâu. Cái này ngon cái này chứ. Ok lấy đi, ngon đó. Rồi. Đi đi, đi vô trong đó ở chứ đi lang thang khách hội mất hết trơn bây giờ. Nha. Chịu đời nổi không? Rồi thôi đi.